Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với S News và ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng mình cập nhật những tin tức nổi bật nhất có trong ngày hôm nay nhé. Ngày 22 tháng 6, ngày toàn dân ăn phở, đó là một câu nói vui của người Hà Nội trong ngày hôm nay khi thành phố đã ra quyết định cho phép mở cửa trở lại các dịch vụ ăn uống, cắt tóc, gội đầu trong khuôn khổ. Trên mạng xã hội, người hạnh phúc khoe ảnh dậy sớm thành công bên bát phở, người lại buồn bã khi đi 10 hàng vẫn hết phở để ăn. Vào tối ngày 21 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản hỏa tốc chính thức về việc từ 0 giờ ngày 22 tháng 6 cho phép mở cửa trở lại các dịch vụ cắt tóc, gội đầu. Dịch vụ ăn uống trong nhà phải đảm bảo khoảng cách, có tấm chắn giữa người với người, ngồi không quá 50% công suất chỗ ngồi và không quá 20 người, đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày. Nhà hàng rượu, quán rượu, bia, bia hơi chỉ được phép bán hàng mang về. Có thể thấy dù vẫn cần tuân thủ theo những quy tắc nghiêm ngặt để phòng chống dịch, nhưng không thể phủ nhận rằng việc được mở bán, việc được đi ăn ngoài hàng đã khiến người dân Hà Nội vô cùng háo hức. Từ 5 giờ sáng ngày hôm nay, nhiều người dân đã chờ đợi để được ăn bát phở sau nhiều ngày chờ mong. Các cửa hàng cũng tất bật dọn dẹp hàng quán để chuẩn bị đón những vị khách đầu tiên sau chuỗi ngày chỉ được bán mang về. Nhiều chủ quán phở cũng chia sẻ rằng chưa đạt được doanh số như ngày thường nhưng bán được phở trở lại là tôi vui rồi. Trên mạng xã hội thì nhiều cư dân mạng cũng thi nhau nhắc đến phở. Người háo hức dậy sớm đi ăn phở nhưng cũng có người vì chót dậy muộn mà đã phải ngậm ngùi nhịn vì dù cố đi qua 10 hàng thì vẫn hết. Một bạn khán giả đã chia sẻ dòng trạng thái hạnh phúc như sau: sau gần một tháng chờ đợi thì ngày đó cũng đã đến, một cảm giác sung sướng khó tả khi được ăn bát phở bò nóng combo nhiều ớt và giấm tỏi, thả miếng quẩy giòn rồi từ từ tan trong miệng. Chiếc ẩm thực tinh túy người Hà Nội ngàn năm ăn thịt, thứ hâm nóng lại tình cảm gia đình sau bao ngày bắt chước giống ngoài hàng mà chẳng được khen. Hà Nội một sớm mát mẻ sau chuỗi ngày nắng nóng, khẽ khều nhẹ chút gầu bò còn sót ở kẽ răng và cảm nhận hậu vị nhờ nhợ không phải nước xương, lâu lắm rồi mới được phê tê người vì mì chính. Có thể thấy được ăn phở ngoài hàng vẫn là một cảm giác không thể thay thế được, một nét tinh túy trong ẩm thực của người Hà Nội. Các bạn thân mến, không biết là các bạn khán giả ở Hà Nội đã được thưởng thức một bát phở nóng trong ngày hôm nay hay chưa? Và cảm nhận của các bạn như thế nào? Hãy chia sẻ với chúng mình ở dưới phần comment nhé. Chúng mình là S News và các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như subscribe để có thể liên tục cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày.